Em thấy thì em rất là thích nấu ăn. Em thường xuyên lên YouTube á, em xem món này món kia rồi em làm. Có khi á em làm cái món bánh này mà cuối cùng thành bánh kia. Nhưng mà em vẫn thích làm. Em làm chừng nào được thì thôi. Khuyết điểm của em thì em nghĩ là em hơi nóng tánh. Em nghe cái gì đó người ta nói không đúng mình, hoặc là cái gì đó mình thấy không hài lòng thì em hay Nói lại liền, nói đúng lại không? liền. Em thấy là em cũng đang khắc phục, em kiềm chế lại. Dạ. Rồi, xin mời nhà trai ạ. Ưu khuyết điểm của mình nói gì cho nhà gái nghe. Ưu khuyết điểm của em là cũng hơi nóng tính. Nóng tính luôn. Dạ. Nóng nhất á Dạ là Tuấn em. làm gì? Dạ em nóng nhất là em không có đánh ai, em làm gì em chỉ thấy cái chân gì em đá chân em vô cái đồ đó, đầu chân em nha. Để cho nó hết nóng nữa Dạ. hả? Gặp cái gì nóng rồi đá vô cho nó Dạ. hết. Hay, cũng hay đó chứ. Dạ. Tức là mình sẽ tự mình làm đau để mình tỉnh lên lại, mình Dạ. không nóng nữa. Dạ. Cái đây cũng là một phương pháp. Hay hút thuốc, Hút hay hút thuốc. nửa gối, hơi bị giận lẫy. Bị gì? Giận lẫy hơi nhiều Giận mà. lẫy Dạ. hả? Ưu điểm là biết nấu ăn, làm công việc nhà, ví dụ như điện nước đồ gia dụng làm được hết, thể dục Nhưng thể thao cũng có. bây giờ cái đường tình duyên của mình sao nè? Thường thì người ta nói là mối tình đầu là mối tình dang dở, nhưng mà thường thì đến 18, 19 tuổi. Còn với em thì 39 tuổi. Dạ, mới là mối tình đầu. mới là mối tình đầu. Rồi em cũng có tìm hiểu nhưng mà cũng gần 1 năm rồi chia tay. Em quen một bạn mới cũng tìm hiểu cũng 1 năm rồi cũng chia tay luôn. Đến nay là 3 năm Như cũng mới yêu tìm. 2 năm rồi xong rồi làm biếng yêu quá nghỉ luôn, hay là em thất vọng, hay là em cảm thấy em Đúng, không em muốn yêu nữa? cũng có chút không còn tự tin. Tại vì em thấy em quen sai cái người đó, cũng như gọi là lăng nhăng đó chị. Dạ. Là em thì cái tính em nghiêm túc. Thí dụ như quen là phải quen rõ ràng, không hợp thì chia tay. Chứ em không thích là Không thích quen lăng một nhăng, lần hai ba không người. thích bắt cá Dạ, hai tay. đúng Rồi, lý rồi. do chia tay là như vậy. Dạ. Ok. Tình duyên của Tuấn thế nào? Dạ, em thì cũng có một đời vợ ly hôn cũng năm 2010. Là 11 năm rồi. Dạ. Có mấy người con rồi Tuấn? Dạ, một cháu con sinh năm 2004. Dạ Trai dạ hay gái? dạ một cháu gái ở với mẹ. Còn Tuấn ở Khánh Hòa là ở với ai? Dạ em ở riêng mình. Ở nhà riêng hay là? Dạ ở nhà riêng. Nhà riêng luôn. Rồi bao lâu mới gặp con một lần? Con thì lớn, lâu lâu thì nó về thăm ba. Khoảng thí dụ như chủ nhật hoặc thứ bảy thì cháu với con có về. Còn con nghỉ học thì cháu chạy xe Nghĩa là Tuấn về. ở một mình mười mấy năm nay rồi. Dạ. Bây giờ nhà gái, bạn muốn tìm một nửa mảnh ghép của mình thế nào? Dạ em chào anh. Anh đừng có gia trưởng. Thì em rất là sợ. Sợ Phải cái đó. nói là em ám ảnh. Rất Ám ảnh sợ. luôn. Dạ. Anh không có gia trưởng đâu em. Mà anh cái tính anh nóng cũng dễ lắm em à. Mỗi lần anh nóng là em cứ đưa con gối bông mà anh đá là chồng hết rồi. Em đừng có đưa cái ghế hay cái Tội nghiệp. tivi ra được à. Tội nghiệp con gấu Dạ. bông quá. Dạ nhưng mà anh bắt buộc phải phải làm hành động đó anh. Không, cái đó thật sự nóng quá đó. Người ta có thể làm cái gì đó với một cái gì đó, cái cây cái gì đó, thì cái điều này nó cũng sẽ xóa đi bớt cái nóng. Nhưng mà em nghĩ là ví dụ như đập đồ á, đập đồ thì em cũng thấy không có hay. Này anh đâu có đập đâu. Anh đá, Anh lỡ đá anh vô cái đá cây gì đó vô cái thôi. truyền hình hay là cái Có anh đá vô làm truyền cái hình gì không? đó, công Dạ sức không, mình đá làm vô ra cái mà mình chân đâu, đá phá vô cái vỡ thì chân nó mình không thôi hay nha. chị. Anh đá vô cái cây, cái gì, cái gốc cây, cái gì Dạ. nó cho nó đau chân thôi. Thôi, nếu mà đau chân anh thì cũng đau lòng em, đừng làm vậy. Em Cảm nghĩ ơn là em. anh giận á thì anh đi đâu đó đi, đi đâu đó đi. Chứ tại vì hai em nghĩ là em cũng nóng tính mà anh cũng nóng tính, phải hai cái đó mà đụng nhau Thì chắc chết. Cho chút nên là xíu hai người em bàn với nhau nha. dạ được một nửa như anh Quyền Linh là hạnh phúc với em rất là nhiều. Em Dạ biết ông có tại cái gì mà em vì đợi em nữa. anh Quyền Linh Ông làm nóng tính là ông cũng hay giọng một cái gì đó đó. Cái rào này nè, làm lại 2-3 lần rồi đó. nếu Mỗi lần ông bực mà chị đó là ông đá mà rớt hết mấy cái nhụy ở đây luôn á. dạ Trời thôi, đất ơi. nếu mà không kiềm chế được cái bực tức đó thì cố gắng châm chế đi, tại vì không đánh mình là được. Dạ đừng đụng tới mình là được, tại vì em rất sợ đòn, Chị sợ em coi rất là thử sợ. cái Thôi đối tượng nam bên đây là coi có nhà cái trai người ta tâm hiền lắm mà tính nha. dạ em Người chào ta coi chị vậy chứ hiền trai khô hả. à. Ơi cái này là em chắc em không bao giờ mà gọi là gì đó làm đau đối tượng trước mắt đâu ha. Có đau bản thân thì có đúng không? Hiền hiền khô à. Em muốn cái người
bạn gái của mình á có một cái ngoại hình như thế nào không? Dễ nhìn và gọn, dễ nhìn thôi chứ cũng không có đòi hỏi gì mà cao thấp hay gì hết. Nãy giờ nghe tâm sự cái ưu cái khuyết của bạn này thì thấy là có phù hợp với mình không? Dạ em thấy cũng phù hợp đó. Cũng phù hợp. Dạ. Anh nói thật nha, anh nói thật lòng nha. Thật mà. Dạ. Em về với anh em ở em sẽ biết mà. Dạ. Nhưng mà anh cũng phải rộng rãi tí nha. Tại vì okay, em rất em sợ người đàn ông keo kiệt á chị, tính toán á. Không ki bo luôn chị. Không ki bo luôn. Dạ. Dạ. Anh có chữ thề không? Có chữ thề không em? Có, lâu lâu không có một cái, hai cái. Dạ, không chửi hoài dạ, chứ gì. Dạ. Thấy ví dụ, ví dụ như vậy. Lâu lâu mà có chửi miếng chứ đừng có mở nói rằng câu cái chữ không nói cái câu chửi thề anh là chửi dạ. Vui em chứ dạ. Không phải là chửi cái chửi vui á. Anh hai đứa đang vui cái chửi đúng thề. Rồi dạ chửi vui vậy á chứ không phải chửi. Sáng nay Hồng Vân nói xấu tôi hoài nha. Thì đó thì bị đơm đặt nó tức vậy đó Linh, người ta không có cái đơm người ta hoài cho nên là tôi cho ông biết cái cảm giác đó đó, hiểu không? Rồi em đi với ai? Dạ em đi với anh trai và bạn thân. À trời ơi đây biết ngay là anh trai giống ha. Quá ừ. Chào MC Viện Linh và chào chị Hồng Vân. Em là anh trai của bạn Tuấn. Nhìn qua đây thấy bạn nữ cũng rất dễ thương. Bạn cũng chưa có gia đình. Rất mong là hai bạn cho nhau cơ hội để mà tiến tới. Chứ giờ tuổi này thấy cũng lớn lắm rồi. Lớn rồi đúng không? Dạ. Cho nhau cơ hội nha. Có cuộc sống và gia đình nó sẽ ổn định hơn. Rồi cảm ơn em. Rồi em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ của em. Dạ chào mẹ. Mời mẹ. Tôi xin chào Quyền Linh với lại cô Hồng Vân. Dạ. Theo sự suy nghĩ thành thật của tôi thì tôi cũng để là tùy ý con nó lựa chọn. Tại vì nó cũng hơi đến tuổi rồi. Tùy cơ duyên của trời định. Con thương ai là mẹ ủng hộ ha. Dạ. Đúng gái không? Mà. Thương đâu ra đó. Rồi cảm ơn mẹ. Dạ. Rồi. Bây giờ cho hai trẻ gặp nhau đi. Mở rào. Bắt đầu đi Tuấn. Dạ em chào anh. Anh chào em. Anh dừng xe thì để tặng em bó hoa. Anh căng thẳng quá, hình năm bắt tay đi để. Anh căng thẳng, anh luôn á. Dạ bó hoa đẹp quá à. Bó hoa này thật sự là rất là đẹp, em rất là thích. Mà một người thích hơn nữa là mẹ của em. Dạ. Tặng mẹ đi. Dạ anh có thể đến tặng mẹ em. Đúng rồi, dạ. Hay quá mẹ. Mẹ của Sương là 80 tuổi rồi đó. Dạ. Cháu xin thay mặt dạ. Cháu tặng bác nó Trời, chúc bác sức khỏe quá. Tốt mà. Dạ. Dạ. Đây là món quà của em tặng cho anh. Anh cảm ơn. Hôm nay á là em nghĩ là chắc là duyên quá anh. Tại vì á em đi siêu thị á nguyên ngày á em chọn quá trời mà em không biết mua cái gì, em mua ngay cái cặp áo gói cũng màu xanh luôn. Hôm nay mặc áo xanh, em mặc áo xanh mà cái cặp áo gói này cũng màu xanh. Cái này là tối hôm qua em làm. Em có tặng cho tất cả mọi người, em tặng cho anh để anh dùng thử coi nó. Đây để em lấy cho. Em mời. Rồi. Anh cảm nhận thế nào? Chắc không ngon cũng phải khen ngon. Em nhìn anh em thấy anh cũng trầm tính á. Đúng rồi. Thì anh cũng hiền á má. Con thấy anh cũng hiền á. Thật sự là con thấy anh cũng hiền. Bây giờ Tuấn đứng lên nắm tay cô gái, đứng lên hai người nhìn nhau hát đi. Em sẽ hát bài Người Tình Đang Đến. Trời ảnh rung hơn con á. Ảnh rung hơn con nhiều luôn. Tôi quen biết anh xưa một chương trình truyền hình. Hôm nay xưa bao người ngại ngùng chi nói đi anh. Tình chưa thành lời vì còn ngại tình gian dối. Và ta đã quên nhau và cho nhau những thật lòng. Chuyện yêu đương thương thương nhớ nhớ lạ thường. Chị Vân và anh Linh kết duyên mình đến với nhau. Dưới là người nhà, xung quanh là khán giả. Tất cả mọi người đều nhìn về đôi ta.
Trở lại ghế nóng chúng mình không cần hỏi nhiều. Con tim sẽ mách bảo chuyện tình ta sẽ ra sao. Vậy ta hãy cùng đặt vào ngay nút bấm. Chờ nghe tiếng hai ba cùng cho nhau cái bật đèn. Dạ. Hay quá. Về ghế ngồi đi các bạn. Mình nói với chuyện với nhau một phút nữa nào. Thế cặp này có vẻ là hợp dữ lắm rồi nha. Bây giờ đặt trường hợp các bạn sẽ tiến xa hơn thì các bạn sẽ như thế nào? Về Khánh Hòa hay là chúng ta về thành phố Hồ Chí Minh? Đưa ra thử cái một cái giả thuyết thôi xem. Ví dụ như anh với em đến với nhau thì em có thích về quê Khánh Hòa của anh không? Hay là em thích lập nghiệp trong này? Có chồng thì theo chồng cũng được Nhưng mà quan trọng là chồng đối xử mình như thế nào. Nhà em rất là đông anh em, anh có ngại không? Anh có ngại không? Không, anh đến với em và anh rất tôn trọng gia đình của em. Có điều kiện thì có thể em về quê và em với anh ở riêng. Hoặc là dạ, có thể nếu mà trong này chỗ nào kinh tế làm ăn được thì có thể ở trong này làm cũng được. Dạ. Chúng ta có thể ra riêng. Bây giờ vấn đề là chúng ta sẽ quyết định xem có bấm nút để hẹn hò với nhau hay không. Hãy để tay vào nút bấm. Detox không khí từ trong ra ngoài. Một nè, hai nè, ba. Trời ơi, bấm cạch cạch hai cái liên tiếp luôn. Rồi, mời hai đứa đứng lên nè. Chúc mừng cũng nha. Nào, bây giờ nắm đi Tuấn, nắm tay đi. Rồi xin phép mẹ vợ tương lai xin phép bác là cho cháu cái lời thứ nhất là tới đây cũng là gặp cái duyên của em Sương. Và cho cháu đến với em Sương là tìm hiểu với nhau và đến với nhau lâu dài. Đó, xúc động lắm rồi đó. Hứa gì mà, lâu dài nhưng mà bao lâu? Hứa với bác gì đi, hứa gì đi. Nếu mà con hứa với bác là con sẽ có thể con với Sương yêu nhau tới miết luôn. Tới miết luôn. Miết luôn. Miết luôn dạ, dạ. Tới miết. Thích người đối diện không? Dạ thích. Thấy hợp không? Dạ hợp. Phun cái đi. Ừ, đúng rồi. Được quyền mà. Dạ. Đúng má nè, được quyền. Vậy là hít thôi, cái đó là hít chứ đâu có hùng. Không, ịnh luôn thôi, ịnh thôi. Chứ không có hít. Ịnh thôi hả? Phun lại ra, không có ịnh. Không có ịnh được, phun đàng hoàng. Em thiệt tình có sao nó vậy mà đúng bị rồi. Bị anh Linh cài kẹo. Mới có ịnh thôi à, nào không thiệt đàng hoàng. Không chưa? Dạ rồi. 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 Dạ thật sự em thì em không có tình trường về cái chuyện tình cảm. Cho nên nếu như mà sau này chuyện tìm hiểu của em và anh có đến hôn nhân á, thì cái sai lầm gì của em do á, thì xin anh cũng bỏ qua và chỉ dẫn thêm. Trời ơi hay quá. Quá hay không? Dạ. Con cái. À đúng rồi, chuyện con cái. Chuyện con cái thì em sinh được thì càng tốt, mà em không sinh được là cái thiệt thòi. Em có sợ đó không? Anh đang định hỏi đó. Em cũng không có sợ là không có, hoặc là có, hoặc là bắt buộc phải có. Nhưng mà em nghĩ cái chuyện con thì do trời cho. Dạ. Yeah. Yeah, nhưng mà vậy nè, theo chị nha, em vẫn phải đặt mục tiêu là em phải có con. Chị là bé út của chị sanh năm 42 tuổi. Yeah. Cho em yên tâm là yeah, không có vấn đề gì cả nha. Em sanh liền. Gặp đi nha. Hai tìm hiểu nhau được, Tuấn về mời ba mẹ vào để gặp bác, hai gia đình tiến hành luôn. Đúng nha. Rồi. MCV Network Top 1 TikTok MCN Việt Nam 2020. Đối tác chiến lược của Facebook, YouTube, nhà sản xuất các chương trình nổi tiếng, Bạn Muốn Hẹn Hò, Vợ Chồng Son, Come Out. Tìm kiếm tài năng người Việt Nam tại Nhật Bản, không phân biệt tuổi tác, không giới hạn số lượng. Who you are? Yêu thích khung cảnh đẹp, thích giao lưu khám phá văn hóa, ẩm thực và du lịch tại Nhật Bản. Muốn trở thành KOL từ việc là những content creator. How? Được training và định hướng nội dung để trở thành các content creator chuyên nghiệp. Cùng phát triển ý tưởng theo thế mạnh của bạn và được hướng dẫn kỹ năng quay, dựng video. Được hỗ trợ xây dựng, phát triển và bảo vệ các kênh TikTok, YouTube và Facebook. Benefits. Nhận quảng cáo từ các nhãn hàng tại Nhật Bản và Việt Nam. Tham gia các show truyền hình do MCV sản xuất tại Nhật Bản. Sản xuất online. Contact now. Inbox Viber Zalo 084-795-710-185. Email info@mcvjapan.co.jp. Fanpage MCV Network.
facebook.com/mcbcorp.network.